Tỉnh Quảng Ngãi vừa xin Trung ương 2.500 tấn gạo cứu đói nhưng lại vừa cũng bỏ ra 3,7 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách để trang trí cho công viên thành phố Quảng Ngãi. Thông tin trên đã khiến cho dư luận, có cả dư luận ở tỉnh Quảng Ngãi, bức xúc, bàn tán xôn xao trong suốt mấy ngày qua, bởi tỉnh này là một trong những tỉnh bị thiên tai tàn phá nặng nề nhất trong năm qua. 3 đợt mưa, lũ, lụt lỡ liên tiếp càn qua đã khiến hàng ngàn hộ dân mất nhà, hàng ngàn hecta hoa màu mất trắng, hàng chục ngàn gia súc gia cầm bị chết, khiến hàng chục ngàn người mất Tết, đến miếng cơm cũng không có mà ăn. Cứ nhìn số gạo cứu đói 2.500 tấn đó thì biết, giả sử số gạo cứu đói trên được Trung ương duyệt và giả sử mỗi người dân đói Tết này được 15 cân gạo thì số dân đói là gần 167.000 người, một con số quá lớn so với dân số của một tỉnh. 3,7 tỷ đồng ngân sách bỏ ra trang trí cho công viên, mà trang trí có gì đâu, chỉ là mấy cái hình nộm gà mà theo dư luận thì được làm một cách hết sức thô vụng. Và mấy dây hoa lè tè chỉ qua mấy tiết là chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hoa sẽ héo, hình nộm gà sẽ tàn. Trong khi đó, nếu cứ tính giá gạo ngoài thị trường là 12.000 đồng trên 1 kg thì 3,7 tỷ đồng đó tương đương với 300 tấn gạo. Không biết những người lập đề án, những người có thẩm quyền ký duyệt chi số tiền từ ngân sách để trang trí cho công viên đó, có ai đã từng đặt câu hỏi nếu từng hạ bút thì sẽ có cả ngàn người dân có được bữa Tết no đủ? Sẽ giảm bớt được đi Trung ương một phần gánh nặng cứu đói hay không? Hay có biết nhưng cứ hạ bút ký để biết đâu còn được phần trăm, phần nghìn? Bởi vì trang trí cho công viên chỉ diễn ra ồ ạt trong mấy ngày Tết áp Tết, mọi người còn trũng mũi vào lo Tết, chẳng ai mới quan tâm đến việc trang trí đó có diễn ra như thế nào. Mua những thứ gì, giá cả những thứ dùng để trang trí đó là bao nhiêu, rồi qua Tết mấy ngày là tan biến. Còn ai hạch toán được tỉ mỉ mà biết được mà ăn cỗ nhưng ở chỗ nào?